Vào ngày 7 tháng 3, Vương Nhất Bác đã trở lại Bắc Kinh an toàn vào sáng sớm. Khi rời Paris, anh ấy đi theo tuyến VIP từ khách sạn và được đưa vào bên trong điểm nhập cảnh đặc biệt, sau đó lên máy bay và trở về Bắc Kinh. Hành trình tuyến VIP nên anh chàng thuận lợi lên máy bay. Vương Nhất Bác đã đến sân bay Bắc Kinh sau khi tham dự show diễn Chanel và Lacoste tại Paris. Tại tuần lễ thời trang Paris, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của dàn sao và người nổi tiếng đổ bộ xuống thành phố để chiêm ngưỡng những bộ sưu tập mới nhất từ các hãng lớn. Từ những diễn viên kỳ cựu nổi tiếng tới những ngôi sao mới nổi bật, người mẫu, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng toàn cầu, Vương Nhất Bác đã được xếp ngồi tại hàng ghế đầu để thưởng thức bộ sưu tập của nhãn hàng. Tạp chí Vogue của Anh đã chọn Vương Nhất Bác là một trong những khách mời nổi tiếng có phong cách ngồi hàng đầu đẹp nhất tại tuần lễ thời trang Paris. Vương Nhất Bác xếp hạng top 20 trong số 124 người nổi tiếng trong phong cách ngồi hàng đầu đẹp nhất tại tuần lễ thời trang Paris 2024. Và đây cũng là nam nghệ sĩ châu Á có thứ hạng cao nhất. Chúc mừng Vương Nhất Bác vì sự đánh giá công tâm từ tạp chí Vogue. Mới đây Lacoste đã chính thức công bố Vương Nhất Bác là người phát ngôn thương hiệu toàn cầu. Người có cá tính cool ngầu và có gu thời trang xuất sắc, nổi bật, phù hợp với hình ảnh thương hiệu Lacoste thanh lịch và sáng tạo nhất. Vương Nhất Bác đã liên tục khiến sản phẩm của nhãn hàng cháy hàng trong thời gian gần đây. Trong chuyến đi Paris lần này, Vương Nhất Bác thực sự đã gặt hái được nhiều tin vui. Chúc mừng chuyến công tác thuận lợi và an toàn của Nhất Bác. Mới đây trailer Trường Phong Phá Lãng do Vương Nhất Bác diễn chính đã được tung ra. Thước phim ngắn của trailer thực sự cuốn hút và khiến khán giả thêm mong chờ bộ phim hơn. Một số tin đồn cho rằng bộ phim sẽ được phát hành vào cuối tháng 3. Chúng ta hãy cùng chờ các tin chính thức về bộ phim này nhé!